Phật Thuyết Thập thiền Nghiệp Đạo Kinh Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian năm 2001 Tập 64 Các vị đồng tu, xin chào mọi người Mời mở tờ thứ 16 Của Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Kinh văn hàng thứ tư Chúng ta đem đoạn văn này Đọc qua một lần Ngũ căng trang nghiêm cố Thâm tính kiên cố Tinh cần phỉ giải Thường vô mê vọng Tịch nhiên điều thuận đoạn chư phiền não hai câu phía trước đã giới thiệu qua với các vị rồi hiện tại chúng ta từ thường vô mê vọng xem từ câu này đây là thành tựu của niềm căng do đây có thể biết hiện tại chúng ta là thường hay mê hoặc thường hay quên mất đây là do nguyên nhân gì cái niệm này không có gốc nó liền có cái hiện tượng này niệm văn tự của trung quốc là thuộc về hội ý bên trên là chữ kim Bên dưới là một chữ tâm Đây chính là Trong Phật Pháp thường nói Đương hạ nhất niệm Đây là bổ nghĩa Của cái chữ này Ngay trong mỗi niệm Đều không mất đi Phật nói sáu cõi phàm phu một niệm chân thật vô thường mê vọng là gì là ta phàm phu sáu cõi mỗi niệm không quên không quên đi ta cho nên mạc na thức thức thứ bảy thức thứ bảy chính là chấp ta Chấp trước kiên cố Không luận vào lúc nào Không luận ở trường hợp nào Trước giờ chưa từng đoạn dứt cái ý niệm này Cái ý niệm này đoạn rồi Liền siêu diệt Sáu cõi luân hồi Đáng tiếc Cái ý niệm này họ không thể đoạn Phật dạy bảo chúng ta Đem cái ý niệm này chuyển đổi lại Mà ở trong tất cả các pháp pháp môn niệm phật thù thắng nhất chúng ta đem cái ta đó đổi thành phật ngay đời này quyết định thành tựu không nên niệm ta niệm phật cho nên gọi là pháp môn niệm phật cái pháp môn này nghĩa rộng mà nói Chư Phật Bồ Tát đã nói Vô lượng Pháp môn Không có môn nào Không là Pháp môn niệm Phật Cái ý nghĩa này Ở trong 53 tham Của Kinh Hoa Nghiêm Thiện tài độc tử Vì tri thức đầu tiên Là tỳ kheo đức dân Hoa Nghiêm 80 là tỳ kheo đức dân Hoa nghiêm 40 Gọi là tỳ kheo kiết tường Kiết tường Cùng đức là một ý nghĩa Người phiên dịch dùng danh từ Không giống nhau là một người Kiết tường chính là đức Đức dân Chính là kiết tường dân Ở trên kinh Ngài đã nói với chúng ta 21 loại pháp môn niệm Phật 21 Biểu pháp Của mật tông là ý nghĩa viên mãn Cho nên nói Không có một pháp môn nào Không phải là pháp môn niệm Phật Mà niệm A-di-đà Phật Cầu sanh Tây Phương tịnh độ Chỉ là ở trong tất cả pháp môn niệm Phật Một pháp môn niệm Phật đặc biệt Đây là Thế Tôn Vì chúng ta chọn lựa Giúp đỡ chúng ta Ở ngay trong một đời Viên mãn thành tựu Cái đạo lý này rất sâu Thế nhưng tuyệt nhiên không khó hiểu Kinh điển chúng ta đọc được rất nhiều Ấn tượng cũng tương đối sâu sắc Phật thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tại vì sao chúng ta không tưởng Phật Tại vì sao không niệm Phật? Tại vì sao vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước khác? Chúng ta sai chính là sai ngay chỗ này. Phật dạy bảo chúng ta phải nhìn thấu Cái gọi là nhìn thấu chính là thông đạt tường tận đối với vũ trụ nhân sanh. Đây gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, bạn mới có thể buông xả, buông xả cái gì? Buông xả tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước, tâm của chúng ta hồi phục được chân tâm. Tông môn nói: Minh tâm kiến tánh cảnh giới hiện tiền kiến tánh chính là thành phật do đây có thể biết phiền não lớn nhất của chúng ta chướng ngại lớn nhất đối địch lớn nhất không phải bên ngoài là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình bên ngoài không đáng sợ cái thứ này mới chân thật đáng sợ chánh niệm của chúng ta không thể hiện tiền đều là vì những thứ này nhiễu loạn chứng ngại loại người nào ngay trong đời này khẳng định thành tựu có thành tựu không thể nghĩ bàn chúng ta từ ngay trong kinh nghiệm của người xưa mà thể hội được ngay trong hai đến sáu thời ngoài một câu a di đà phật ra quyết định không có một tạp niệm con người này thành công đối với hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta mà nói ngoài a di đà phật cái niệm này ra các thứ khác toàn là vọng niệm cho nên niệm phật đường của tổ sư chỉ có một câu phật hiệu trong niệm phật đường không giảng kinh quyết không có sen tạp chân thật là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu vậy thì thành công cái đạo tràng này là đạo tràng đệ nhất thế gian chính là một câu phật hiệu chúng ta cũng xem thấy rất nhiều niệm phật đường khác có một số lão hòa thượng rất là từ bi họ cũng hiểu được xây niệm phật đường thành tựu mọi người tại vì sao không làm được nhất tâm xưng niệm trong niệm phật đường không chỉ là thanh chúng ngay chấp sự trong đó thậm chí đến đường chủ đều dẫn xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước cái niệm phật đường này không thể thành công nguyên nhân chính ngay chỗ này Cho nên niệm Phật đường không phải người thông thường có thể bước vào. Người thông thường bước vào là kết duyên. Phương tiện kết duyên không phải chân thật dụng công. Chân thật dụng công. Đạo tràng trong tông môn gọi là Tuyển Phật trường. Niệm Phật đường của tịnh Tông là Thành Phật đường Đến nơi đó để thành Phật Bạn đến nơi đó để thành Phật Những người bước vào đó có giống Phật hay không? Từ những chỗ này Chúng ta mới thể hội được Thù thắng Của loại đạo tràng này trang nghiêm của đạo tràng Bản chất của đạo tràng Đã không đầy đủ Cái điều kiện này Vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước Vậy thì làm sao Không thể không cầu giáo Cho nên Thế Tôn năm xưa ở đời Vì sao 49 năm giảng kinh nói Pháp Tại vì sao không mở niệm Phật đường Để mọi người thành tựu Bước được nhiều việc Mở cái thiền đường Để mọi người tham cứu Đầm xưa Thế Tôn ở đời Không có thiền đường Cũng không có niệm Phật đường Chỉ có giảng đường Giảng đường là Giúp bạn nhìn thấu Sau khi nhìn thấu rồi Tự nhiên liền buông xả Bạn chính mình liền biết dùng công đều không dùng đến giáo cho nên đó là chú trọng đến giáo học phiền não tập khí của chúng ta vô lượng kiếp mang đến chúng ta rất muốn đoạn đoạn không được đây chính là nói tương đối không dễ dàng gì đoạn Như vậy mới ở nơi giáo hạ. Hạ công phu. Giáo hạ Hạ công phu cũng phải hiểu được phương pháp. Không hiểu phương pháp, công phu của bạn ngay đời này cũng bị lãng phí. Bạn không thể khế nhập mấy ngày trước tôi ở úc châu đồng tu hồng kông gọi điện thoại nói với tôi nói hồng kông có một vị luật sư luật sư trẻ tuổi ở hồng kông giảng kinh vô lượng thọ đã giảng một năm rồi cái sự việc này tôi đều không biết thính chúng đều là luật sư đều là phần tử tri thức cao cấp ông giảng được rất thành công họ đã hẹn xong lần này tôi đến hồng kông họ sẽ đến để gặp mặt tôi tôi nghe nói họ đem giảng ký của kinh vô đường thọ mà ngày trước tôi giảng in ra tổng cộng có bốn cuốn đóng bìa họ từ đầu đến cuối đọc qua sáu lần diễn giảng của họ hoàn toàn y theo giảng nghĩa đề giảng giải lại thêm vào tâm đắc tu học của chính bản thân họ rất được hoan nghênh đồng tu nói với tôi sự việc này Họ nói xem ra người Hồng Kông vẫn là có phước Nếu họ không ngừng mà giảng như vậy Có thể có được 3 đến 5 năm Phong khí xã hội sẽ cải thiện Đây là có thể khẳng định Phải có người chân thật giác ngộ Tôi nghe nói vì luật sư này rất cảm khái mà nói với mọi người nói ra tâm đắc tu học của chính nơi ông. Ông cũng đã học Phật nhiều năm. Ngày trước thân cận rất nhiều pháp sư, cũng học qua rất nhiều kinh luận pháp môn. Ông nói ông nghe tôi giảng kinh. Chỉ nghe được một câu có được thọ dụng rất lớn ngày đây ông có được cái thành tựu này là nghe một câu nói của tôi tôi nói câu gì vậy một môn thâm nhập từ trước học học loạn hết học được quá nhiều học được quá tạp học qua rất nhiều năm vẫn là mờ mịt mơ mơ hồ hồ người hồng kông gọi là mờ mịt sau khi nghe tôi nói thầy đều xả bỏ hết một môn thâm nhập chuyên công kinh vô lượng thọ ông ấy thành công Đây chính là phương pháp học giáo Nhất định phải hiểu được Ở một nơi, một môn mà hạ công phu Hiện tại chúng ta tuy là Cũng khai giảng Kinh Vô Lượng Thọ Có Kinh Hoa Nghiêm Cơm sáng ở nơi đây giảng Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Các vị nhất định phải biết được cái nào là chánh tu, cái nào là trợ tu? Chúng ta là lấy kinh vô lượng thọ làm chánh tu, chánh khóa. Các thứ khác giảng là trợ tu. Trợ tu có cơ hội có thể nghe. Cũng có giúp đỡ đối với chúng ta, thế nhưng thời gian, tinh lực nhất định phải dùng ở nơi khóa trình chính của chủ tu. Chúng ta mới có thể thành tựu. Chúng ta mời xưởng in ấn ở bên đây in ra giáo thừa pháp số. Dường như có 4 tháng rồi vẫn chưa có thể in xong. Tôi hy vọng có thể in xong sớm hơn một chút Quyển sách này tương lai Mỗi một đồng tu đều có một bộ Ngũ căn trong giáo thừa pháp số Niệm căn là Ư chánh trợ đạo ức niệm bất vong Đây chính là vừa rồi tôi đã nói Cái nào là chủ tu Cái nào là trợ tu Là chọn tu Nhất định phải làm cho rõ ràng Làm cho tường tận nhà phật từ sơ phát tâm đến quả địa như lai đều là đang học tập học vô chỉ cảnh mỗi ngày đều phải cần phấn nỗ lực mà học tập vĩnh viễn không gián đoạn một môn phải thâm nhập làm thế nào thâm nhập từng lượt từng lượt mà học kinh vô lượng thọ học một lần không đủ học tiếp một lần nữa phải học vô số biến bạn mới có thể khế nhập Năm xưa tôi ở Lu Chi Có một vị cư sĩ tên Triệu Lập Bổn ở Lu Chi Vị cư sĩ này tôi thấy bây giờ có thể Cũng có 70 tuổi rồi Ông là giáo thọ của Đại học Gia Châu Vào lúc đó khi tôi gặp mặt ông Đại khái mới khoảng hơn 50 Ông hiểu được ý nghĩa lời của tôi nói Ông chỉ chọn hai bộ kinh Kinh Kim Cang cùng Lục Tổ Đàn Kinh Chuyên công Ông nói tôi niệm a di đà Phật cầu sanh tịnh độ Tôi nói được Hai bộ kinh này Ông nghe băng ghi âm của tôi đã nghe qua 26 lần đến nói với tôi tôi nói chưa đủ ông chỉ ít phải nghe qua một trăm lần mỗi ngày từ đầu đến cuối nghe đi nghe lại cả đời chuyên nghe hai bộ kinh này chuyên học hai bộ kinh này hiện tại ông đến khắp nơi giảng chuyên giảng hai bộ kinh này ông biến thành chuyên gia khế nhập cảnh giới rất là khó được đây là tấm gương tốt để chúng ta tu học quyết không nên tham nhiều tối kỳ quý nhất là làm thông gia tất cả kinh luận mọi thứ đều thông đây là kỳ quý rất lớn mọi thứ đều thông đến sau cùng mọi thứ đều không thông bạn không có được lợi ích bạn sau khi một môn thâm nhập Một kinh thông, tất cả kinh thông Phải khế nhập cảnh giới Sau khi tất cả kinh thông rồi Vẫn là chuyên vào một môn Đây là phương pháp Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta Chúng ta phải tỉ mỉ mà xét nghĩ phải tiếp nhận Phải có thể thể hội được Sau khi khế nhập vĩnh viễn sẽ không mê mất Cái niệm này của bạn Liền có căng Niệm có căng Thì làm gì có lý nào mà không thành tựu Niệm có căn thực tế mà nói Cũng chính là nhà nho đã nói Tri chỉ nhi hậu hữu định Cái niệm này của chúng ta phía sau là định Tri chỉ Chính là niệm Chỉ ư chí thiện Giáo học của nhà nho Thực tế mà nói Tổng cương lĩnh chính là minh đức thân dân chỉ ư chí thiện đạo của khổng mạnh phật đà dạy người người học phật chúng ta hiểu được người không học phật họ không hiểu người học phật biết không chỉ thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư phật giáo hóa chúng sanh chính là sáu chữ hồng danh cái điểm này một chút cũng không giả thiên kinh vạn luận sau cùng đều quý về một câu phật hiệu này danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn có mấy người hiểu Không phải người tái sanh Họ chắc chắn không thể biết được Cho nên trong tất cả kinh Đại đức tùy đường Công nhận Kinh vô lượng thọ là đệ nhất Bạn xem Lời tựa phía bổn hội tập Của cư sĩ Mai Quang Hy viết Bạn xem qua liền tường tận Những người này đều là người tái sanh Đều không phải là người thông thường Đề kinh của bổn hội tập Chân thật là Thù thắng không gì bằng Hội tập được không chơi vào đâu Kinh này ở Trung Quốc có 12 loại bản dịch Ông chọn lấy Đề kinh của Tống Dịch Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Lại chọn lấy thanh tịnh bình đẳng giác của Hán dịch đem hai đề kinh này hợp lại Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh không chê vào đâu được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm là quả đức cái chúng ta mong cầu Thanh tịnh bình đẳng giác Là tu đức Tam học, tam huệ Đều ở trong đề kinh Chúng ta làm thế nào để tu Phải tu thanh tịnh bình đẳng giác Nên gọi là Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Nếu muốn tu tâm thanh tịnh Phải buông xả Vạn duyên Không chỉ buông xả thế duyên Ngay Phật Pháp cũng buông xả Pháp còn nên xả huống hồ phi Pháp Buông xả triệt để Tâm địa thanh tịnh Không nhiễm một trần Vậy thì đúng rồi đối đãi với tất cả mọi người tất cả việc tất cả sự bình đẳng từ bi ta học là cái pháp này ta khuyên bảo đồng tu cũng là cái pháp này có một số người. Ở bên ngoài cũng giảng kinh nói pháp. Rêu rao nói là truyền nhân của pháp sư Tịnh Không. Các vị đồng tu phải nên biết chắc chắn không có cái việc này. Tôi từ trước đến giờ không có người truyền pháp. Làm gì? mà có người truyền nhân thế nhưng nếu như bạn chính mình chân thật hướng về thanh tịnh bình đẳng giác mà tu không phải truyền nhân của pháp sư tịnh không mà là truyền nhân của a di đà phật là truyền nhân của thích ca mâu ni phật là truyền nhân của tất cả chư phật vậy thì chính xác Trong thế gian Pháp Là truyền Pháp cho một Pháp quyến Pháp quyến đó không đáng tin Không đủ để tin tưởng Phải chân thật Tường tận Đạo lý ở trong kinh điển Phải chắc thật ghi nhớ Giáo huấn trong kinh điển Đem những giáo lý Giáo huấn này Thực tiễn vào trong ngôn hạnh đời sống của chính mình Thực tiễn vào Chỗ đối nhân sự thế tiếp vật Thì bạn chân thật là Truyền nhân của chư Phật Như Lai Tự hành hóa tha Ngày nay gọi là Niệm tư Tại tư Đây là chắc chắn không thể quên mất các vị đồng tu xin chào mọi người hôm nay chúng ta giảng tiếp câu thứ tư của ngũ căn tịch nhiên điều thuận thập thiện nghiệp thực tiễn ở định căn đã khởi lên tác dụng chính là tịch nhiên điều thuận thế xuất thế gian pháp đều không có định căn dùng lời hiện đại mà nói chính là không có chí nguyện kiên định thế là tâm của họ là dao động thấy là mà đổi ý rất dễ dàng bị mê hoặc của cảnh giới bên ngoài mà dao động tâm trí đây là thế xuất thế gian pháp đều không thể thành tựu do đó định đơn giản mà nói chính là trong ta có chủ trong nội tâm của chính mình có chủ thể cái chủ tể này không phải thành kiến có một số người thành kiến rất sâu Họ cũng sẽ không bị ngoại cảnh bên ngoài dao động Vì thì cùng ở chỗ này chúng ta nói hoàn toàn không như nhau Vì sao vậy? Cái định này của chúng ta là từ tính tấn niệm mà sanh ra Phía trước có tính tấn niệm Cho nên cái định này là chánh định Chắc chắn không phải tà định có loại người thành kiến rất sâu dường như là có sức định cái định đó là tà định không phải chánh định chỉ có chánh định mới có thể xây đại công lập đại nghiệp có thể lợi ích tất cả chúng sanh đây là chúng ta cần phải nên tu học trong giáo thừa pháp số đây là giải thích thông thường nhiếp tâm chánh trợ tương ưng bất tán đây là giải thích thông thường Cùng kinh văn chỗ này Giải thích nói với chúng ta Tịch nhiên điều thuận Tịch nhiên Là tâm địa thanh tịnh Tâm thanh tịnh Tự nhiên liền sanh ra Tác dụng điều thuận Điều Là tự thọ dụng Thuận là tha thọ dụng Bồ Tát Phổ Hiền Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Ngày nay chúng ta Tại vì sao không thể hằng thuận chúng sanh Chúng ta không có công phu Tịch nhiên điều Điều dùng lời hiện đại mà nói là điều hòa điều chỉnh điều chỉnh cái gì tóm lại mà nói điều chỉnh tất cả phân biệt chấp trước chúng ta không thể tùy thuận chúng sanh chính là bởi vì chính mình có vọng tưởng phân biệt chấp trước có thể đem những thứ này thảy đều buông xả hết Thân tâm của chúng ta đều chỉnh rồi Tương ưng viên mãn với tánh đức Tánh đức giống như nước vậy Nó có thể tùy theo địa hình Nó không hề có chấp trước Đi hình cong thì nó liền chảy cong, đi hình thẳng thì nó chảy thẳng. Nó nhất định không cố chấp, ta nhất định phải có cách đi như vậy, không hề có. Có thể như vậy mà đều thích thân tâm của chính mình, họ liền được đại tự tại. Cùng ở chung với tất cả chúng sanh. Thuận cảnh rất tốt, nghịch cảnh cũng rất tốt, thế nào cũng tốt. Như vậy mới có thể chân thật làm đến hằng thuận chúng sanh Với chính mình đều không có chút chướng ngại nào Tâm của chính mình dĩ nhiên là tịch nhiên bất động Chúng ta qua lại tất cả chúng sanh Tâm chính mình dao động Đây là đặc biệt sai lầm làm thế nào có thể làm đến được tâm tịch tịnh không động? Trong tâm cũng giống như trong đàng kinh đã nói, vốn không một vật, nó không một vật, đương nhiên là không động. Hiện tại trong tâm của chúng ta là có vật, không chỉ một vật, xem tạp đủ thứ vô lượng vô biên. Cho nên tâm là động, không phải tịch tịnh động là vọng tâm tịch là chân tâm tại vì sao tông môn cường điệu tu định không chỉ là tông môn đại tiểu thừa phật pháp hiện giáo mật giáo tông môn giáo hạ vô lượng pháp môn Pháp là phương pháp, môn là lối đi, cũng chính là nói phương pháp thủ pháp không giống nhau. Mục tiêu của đó là thiền định. Tịnh độ tông chúng ta là dùng chấp trì danh hiệu, dùng phương pháp này tu định. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Nếu như cái pháp môn này không tương ứng với giới định huệ thì khẳng định không phải Phật pháp. Cho nên chúng ta phải phân biệt nó có phải là Phật pháp hay không. Đây là một phương pháp rất đơn giản. Nó có tương ưng với giới định huệ hay không? Tương ưng là Phật pháp, là chánh pháp, không tương ưng không phải là Phật pháp là tà pháp. cho dù một tông phái nào cho dù một pháp môn nào không hề ngoại lệ cho nên tâm phải tịch tịnh trong tâm không thể có một vật phật nói như vậy cổ thánh tiên hiền chúng ta cũng nói như vậy đại đức xưa nói vô vi nhi vô sở bất vi vô sở bất vi nhi vô vi vô vi là tịch tịnh tịch nhiên vô sở bất vi là điều thuận các vị đồng tu nghĩ xem có phải là ý này hay không cho nên vô vi là tự thọ dụng vô sở bất vi là tha thọ dụng vô vi là bất biến vô sở bất vi là tùy duyên phật bồ tát ứng hóa ở mười pháp giới trên kinh lăng nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Đây là Vô sở bất vi Tuy là vô sở bất vi Tâm của họ Đích thực ra là Thường ở nơi vô vi Trên lăng nghiêm nói Thường trụ chân tâm Họ dùng chân tâm, họ không dùng vọng tâm. Ứng hóa ở thế gian vẫn là dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Đây là Phật Bồ Tát tái lai. Phật Bồ Tát ứng hóa. Chúng ta học Phật phải từ những nơi này mà học. Ở vào cái giai đoạn hiện tiền này, của chúng ta chúng ta là sơ học, chúng ta là phạm phu, thì dùng cái phương pháp thông dụng này, cái tâm này của chúng ta phải định ở ngay trong pháp chánh trợ. cái gì là chánh pháp, pháp môn tình độ, ngày nay chúng ta y cứ theo kinh vô lượng thọ kinh a di đà hai bộ kinh này đều là chủ trương trì danh niệm phật trong thập lục quán kinh thì không như vậy ở trong đó đã nói có quán tưởng niệm phật có quán tượng niệm phật có trì danh niệm phật nó đã nói ra rất nhiều để chúng ta chọn lựa không như hai bộ kinh này Nó khẳng định chính là dạy chúng ta Trì danh niệm Phật Vì ta liền biết được Trì danh niệm Phật là chánh pháp Cái tâm của chúng ta phải thường trụ ở ngay đó Cái gì là trợ pháp Đoạn ác tu thiện Đây là trợ pháp Trợ pháp Rất là nhiều Chúng ta cũng phải nắm lấy cương lĩnh của nó Đại sứ Ấn Quang dạy chúng ta Dùng liễu phàm tứ huấn dùng cảm ứng thiên để làm trợ tu từ trong liễu phạm tứ huấn tỉnh ngộ ra chân thật tin tưởng nhân quả một bữa ăn một ngầm nước đều do tiền định thiền nhân chắc chắn có thiền quả ác nhân chắc chắn có ác báo cho nên không phải không báo là thời giờ chưa đến chúng ta sâu sắc hiểu rõ cái đạo lý này tính tâm liền kiên định thuận cảnh quyết không khởi một niềm tâm tham ái phải biết tham ái là phiền não phiền não chính là chướng ngại chướng ngại bạn khai ngộ chướng ngại bạn giảng sanh trong nghịch cảnh chắc chắn không sanh sân hận xanh sân, sân hận là tạo nghiệp là sai lầm nghiêm trọng nghịch cảnh phải như chư phật bồ tát như nhau nghịch đến tùy thuận tiếp nhận ta thọ nhận được rất hoa nghĩ cam tâm tình nguyện như vậy nghiệp chướng liền tiêu bạn chân thật hiểu rõ cái đạo lý này thuận cảnh nghịch cảnh đều là tăng thượng duyên tốt của chính mình bạn có trí tuệ bạn có thể phân biệt bạn biết được vận dụng như thế nào nhà phật đã nói nhật nhật thì hảo nhật thời thời thì hảo thời chúng ta mới có thể thể hội được bạn biết đó là chân thật bạn không biết ngày nào cũng là ngày xấu giờ nào cũng là giờ xấu xấu là gì tạo nghiệp ngày tốt là gì tích công bồi đức do đây có thể biết cảnh giới bên ngoài có tốt xấu hay không không có tốt xấu hoàn toàn ở tâm của chính mình bạn dùng tâm thiện xem tất cả pháp tất cả pháp đều thiện, thế gian không có người nào không phải là người thiện. Bạn dùng tâm ác để xem, chư Phật Bồ Tát cũng là người xấu. Vậy mới nói, cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta phải dùng tâm trạng như thế nào? Phật ở trong tất cả kinh luận khích lệ chúng ta dùng chân tâm chân tâm là thuần thiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái thiện này các vị phải nên biết, đây là thuần thiện, không phải thiện của thiện ác. Thiện ác là tương đối, không phải chân thiện. Đây là chân thiện, trong đó không có thiện ác. Ác cũng là thiện. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này Phải ở ngay chỗ này mà tu học Đây đều là thuộc về tánh đức Tất cả chúng sanh trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ Không phải đến từ bên ngoài Phật Bồ Tát chứng được Chúng ta thì mê mất phật bồ tát thì hiện ở thế gian này giúp chúng ta để chúng ta từ trong mê mất tìm trở lại được nó như vậy mà thôi cho nên tâm quyết định phải an trụ ở ngay trong hai pháp chánh trợ trong hai đến sáu thời. Câu Phật hiệu này quyết định không thể để quên mất. Nhà Phật gọi là thất niệm, không được để thất niệm, nhớ chặt ở trong tâm. Chúng ta ngay trong một đời này chỉ có một nguyện vọng, cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà. Chỉ có một nguyện vọng như vậy có nguyện ác thành Trợ tu Cái thân thể này của chúng ta hiện tại vẫn chưa đi Vẫn ở tại thế gian này Mỗi ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người Sự vật Phải dùng tâm trạng như thế nào Hoàn toàn nương vào giáo huấn Của kinh điển Đại sư Thiền Đạo nói rất hay Phật dạy chúng ta làm Thì chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm Phật dạy chúng ta không được làm chúng ta quyết định không nên làm Phải làm từ chỗ nào? Làm từ thập thiện nghiệp đạo Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm Không vọng ngữ, không hai lời Không ác khẩu, không thiêu dệt Không tham, không sân, không si Làm từ chỗ này Mười câu này rất dễ dàng ghi nhớ khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm phải thường hay nghĩ đến đối chiếu với giáo huấn của phật diễn ly mười ác cần tu mười thiện mỗi niệm đều ở ngay trong mười thiện đây là trợ đạo vì sao vậy thế giới tây phương cực lạc ở nơi đó đều là các bậc thượng thiện đến ở một nơi đều là tu mười thiện nghiệp phật hiệu chúng ta niệm có được tốt hơn nếu như không có mười thiện nghiệp sẽ không đi đến được nơi đó a di đà phật hoan nghênh chúng ta đi đại chúng ở nơi đó không thể dung nạp bạn không phải đại chúng không dung nạp là chính mình không cách gì tương ưng được với họ do đây có thể biết niệm phật phải tu thiện không tu thiện không được mỗi ngày chúng ta phản tỉnh kiểm điểm Liền dùng cái này làm tiêu chuẩn Ta từ sớm đến tối Khởi tâm động niệm Không sát sanh Cái điều này có làm được hay chưa Có tổn hại động vật nhỏ hay không có ý niệm tổn hại người khác hay không không chỉ là trên hành vi không có trên ý niệm cũng không có ý niệm là mỗi niệm yêu thương chúng sanh năm nay chúng ta đặc biệt đề xuất giáo dục yêu thương mỗi niềm yêu thương chúng sanh quyết định không thể có một niềm tổn hại chúng sanh người khác tổn hại ta thì được vì sao vậy vì họ không học phật họ vẫn đang mê ta học phật ta đã giác ngộ rồi ta không còn mê cho dù người khác tổn hại ta ta cũng không thể có chút ý niệm báo thù Ta có cái ý niệm này Vẫn cứ phải luân hồi Chỉ có ở trong luân hồi Mới có quan quan tương báo Không thể kết thúc Nếu chúng ta muốn ở ngay trong đời này Thoát khỏi luân hồi Ý niệm tổn hại Tất cả chúng sanh Không thể nào sanh ra Không cần nói đối với người Đối với một con kiến Đối với một con mũi Đều không được Chúng cũng là một sinh mạng chúng cũng là một chúng sanh tạo tác tội nghiệp nặng hơn so với chúng ta đầu thai đến những loại động vật này giết một con kiến cùng giết một con người không hề khác nhau ở trong phật pháp nói hoàn toàn giống nhau đối với những quấy nhiễu của những động vật nhỏ này không nên có cái tâm ghét bỏ phải nên biết ngày nay chúng đến quấy nhiễu chúng ta ngày trước chúng ta cũng quấy nhiễu chúng quan quan tương báo đó là lý đương nhiên làm sao cải tiến dùng tâm chân thành để câu thông với chúng thành thì linh dùng tâm chân thành để câu thông với chúng tâm chân thành là một vọng niệm cũng không có để câu thông với chúng chúng ta nói chuyện với chúng chúng hiểu người chân thật đang hành đạo động vật nhỏ đều sẽ cảm động chúng cũng sẽ hộ pháp chúng sẽ không đến quấy nhiễu bạn chúng ta mỗi người có không gian sinh hoạt của mỗi người chúng ta giúp đỡ chúng chúng cũng giúp đỡ chúng ta không chỉ những động vật nhỏ này nghe đến những cây cối hoa cỏ ở gần nơi chúng ta thấy đều là hậu pháp hòa thuận cùng sống bình đẳng đối đãi cùng tồn tại phát triển hoa cỏ lớn lên được đặc biệt xanh tốt để chúng ta khi tiếp xúc được tâm khai ý giải xem thấy những hoa cỏ này dường như nó đều là đang mỉm cười tâm của chúng ta thật thoải mái Nếu như chúng ta không tu thiện Ngày ngày đang tạo ác Động vật nhỏ đến quấy nhiễu sẽ rất nhiều Bạn xem thấy những cây cối hoa cỏ đó Bạn tỉ mỉ mà xem Nó đều dường như có ý nghĩa là không vui Rất không thể nhẫn nại vậy Có thể thấy ra được Có đồng tu nói với tôi họ đến đây xem thấy hình chụp của hoàng trưởng họ nói hình chụp của hoàng trưởng nghiêm túc đến như vậy có một số người xem thấy hình chụp của hoàng trưởng mỉm cười có một số người xem thấy hình chụp của hoàng trưởng dường như là không được vui chân thật cái đạo tràng này mọi người tu hành như lý như pháp cái hình chụp của hàng trưởng như đang mỉm cười Nếu như cái đạo tràng này của chúng ta Làm không được như Pháp Tướng mạo của bà giống như là sân si vậy Cũng cùng trên một tấm hình Bằng tỉ mỉ mà quan sát Đích thực không như nhau Cảm ứng đạo giao Không thể nghĩ bạn Chúng ta tỉ mỉ Liền có thể thể hội được Nếu như bạn tâm địa thanh tịnh thì, thì càng rõ ràng Càng tường tận Cho nên Dùng tâm thanh tịnh Dùng bình đẳng Dùng chân thành Để điều tâm Đối nhân sự thế tiếp vật Tự nhiên liền có thể điều hòa Với tất cả chúng sanh Điều hòa đến cực điểm Sanh Phật không hai Hư không Pháp giới Tất cả chúng sanh vốn dĩ một thể Cái một thể này là gì? một thể là chân tánh các vị phải nên biết nhà phật nói chân tánh nói tự tánh là một cái hư không pháp giới đều là một cái tự tánh này biến hiện ra sau khi kiến tánh thì thông hết bao gồm tất cả chướng ngại đều không có tất cả chúng sanh khởi tâm đồng niệm chính mình rõ ràng tường tận vì sao vậy tánh của họ cùng tánh của ta là một tánh không phải hai tánh làm sao mà không biết cũng giống như cái thân thể của người chúng ta vậy mũi đến chích ở trên tay chúng ta toàn thân đều biết chích ở dưới chân hay bò lên toàn thân chúng ta cũng biết vì sao vậy một thể không phải cục bộ mà là toàn thể bạn hiểu rõ cái đạo lý này bạn liệt biết người minh tâm kiến tánh cho nên trên kinh vô luận thọ nói người của thế giới cực lạc mắt thấy thông suốt tai nghe không chướng ngại tâm biết rộng khắp chính là cái đạo lý này hiện tại chúng ta mê rồi mê cái gì mê chính là tê dại tê dại khờ khạo mũi chích cũng không biết tê dại ở chỗ này bị tê dại ở chỗ kia tuyệt nhiên không bị tê dại tê dại là tạm thời nó sẽ hồi phục cho nên giác ngộ liền hồi phục mê rồi thì tê dại đạo lý chính là như vậy chỗ này trong ngũ căn chúng ta giảng qua tính tấn niệm định cái sau cùng là huệ tính tấn niệm định huệ nó có tầng thứ cũng giống như năm tầng lầu vậy nó có tầng thứ nó không thể đảo ngược cho nên cái định này cùng định mà thế gian nói không như nhau nó cần đầy đủ điều kiện phía trước cận dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật